Rồi bắt đầu vào bài tập chương minh chat. Đây là một bài tập khởi động, một bài tập thể lực, một bài tập cardio. Các bạn cần phải chú ý nhất là đối với những các bạn tập giảm mỡ thì các bạn hãy chú ý phần mũi chân, các bạn sẽ nhảy nhẹ nhàng đáp về. Rồi, hít thở đều nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tập khoảng tầm 2-30 cái hay 4-50 cái tùy theo sức tập của bạn cũng như là mục tiêu bài tập của bạn. Lưu ý, lên xuống không nhậm cái chân mạnh mạnh như thế này mà đáp nhẹ nhàng bằng cái mũi chân nha. Rồi tay của bạn khép vừa lại, khép cái bàn tay, khép bàn tay nhẹ vừa lại nha. Rồi, chúc các bạn tập tốt.